xem tử vi tháng 6 năm 2024 của người tuổi Tuất như sao. Tử vi tháng mới nói rằng, Tuất thấy tháng 6 này hứa hẹn là một tháng thuận lợi và tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Tuất. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Công lao của bạn sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Tháng này bạn duy trì được tinh thần làm việc hăng hái, tích cực. Bạn sẵn sàng nhận thêm các công việc khó, học tập thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết và không ngại thừa nhận những mặt còn yếu của mình. Chính thái độ ấy sẽ giúp bạn phát triển nhanh chóng, gặt hái được những thành tích cao. Chuyện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui, bạn cởi mở hơn trong việc tiếp xúc người khác giới, thậm chí có thể vô tình gặp được người phù hợp trong một buổi tụ tập, giao lưu nào đó hoặc ở nơi công cộng, nơi tổ chức sự kiện. Hai người chỉ vừa gặp gỡ mà đã có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng nhau. Phương diện tài lộc phát triển khá ổn định, dù có thể bạn không thu được món hời lớn nào nhưng tiền lời lãi vẫn chảy về túi đều đặn, bạn chi tiêu không cần lo nghĩ quá nhiều khi các mối quan hệ xã giao thuận lợi là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất